kinh văn, hoặc là thấy Bồ Tát tới ưa thích tụng kinh điển, tán rằng đây là một bài tụng về nhẫn, đọc tụng kinh điển nghiền ngẫm pháp nghĩa. Đó là đế sát pháp nhẫn, chỉ nêu nhẫn khó mà bao gồm luôn cả hai nhẫn khác, đó là nại oán hại nhẫn và an thụ khổ nhẫn. Kinh văn lại thấy có Bồ Tát tới mà tư duy Phật đạo, tán rằng đây là bài tụng nói về cần, đầy trùng cho cả hai loại bị giác, mặc giác và nhiếp thiện. Lược qua không có loại tinh tiến lợi lạc hữu tình. Tinh tiến có 5 loại, đó là bị giác, gia hạnh, vô hạ, vô thoái, vô túc, tức là 5 loại mà kinh đã nói: hữu thế, hữu cần, hữu dũng, kiên mãnh, chẳng xả, thiện ách. 1. Phát khởi mãnh lợi nhạo dục, đó gọi là bị giác. 2. Phát khởi phương tiện kiên cố dũng hãn, đó gọi là gia hạnh. 3. Để chứng đắc chẳng tự khinh miệt, cũng không khiếp sợ, đó gọi là vô hạ. 4. Có thể chịu đựng được những nỗi khổ như nóng lạnh vân vân, chẳng thỏa mãn hí hửng về những điều thiện kém cỏi nhỏ nhoi, đó gọi là vô thoái. 5. Có thể chứng nhập được trừ đế hiện quán vân vân, tham hở cầu công đức thắng phẩm mãi mãi sau này, đó gọi là vô túc, không bao giờ thỏa mãn. Vì đạo cứu cánh của nhị thừa là thích đại Bồ Đề, vì đạo cứu cánh của chư Phật là thích làm lợi lạc cho người khác, nên loại tinh tiến đầu tiên gọi là bị giác, 4 loại sau gọi là nhiếp thiện, cả 5 loại đó gộp lại gọi là dũng mãnh tinh tiến.